Chào anh em, tôi là cậu Vàng và tôi rất thích làm BIM. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục share gì những thứ bạn không ngờ tới nhé. Khoan đã, tôi có phát triển trang blog chuyên đăng BIM. Tại đây tôi hay đăng mấy cái BIM mờ lem, anh em ghé chơi, dô. Chưa tan làm nhưng lũ bạn đã kéo tới mời gọi đi chơi. Xuống âm phủ vô tình gặp bà chị lúc trước hay tụng kinh, nói đạo lý. Ăn miếng trả miếng là đây. Không ổn đâu bờ rủ ơi. Hả? Khứ bạn nói Đà Lạt dạo này đẹp lắm. Hình ảnh tôi mỗi khi đi chơi đêm về trễ. Xem thêm ở đây anh em nhé.